tất cả các cô, em tên là Nguyễn Thị Thu Phương, giáo viên trường mầm non 11, thành phố Đà Lạt. Như chúng ta đã biết, ứng dụng công nghệ thông tin là một phần không thể thiếu trong giảng dạy. Có rất nhiều phần mềm để thiết kế bài giảng, và phần mềm mà ai cũng biết đó là phần mềm Microsoft PowerPoint. Với phần mềm này, chúng ta có thể thiết kế những trò chơi, những hình ảnh phù hợp với bài giảng để gây hứng thú đến trẻ. Nhưng không chỉ đơn thuần là tạo hiệu ứng cài đặt sẵn, mà bây giờ trẻ có thể thỏa thích kéo thả theo khả năng tư duy và sáng tạo của mình. Sau đây, em xin chia sẻ đến các cô cách làm hai trò chơi, đó là trò chơi ghép tranh và trò chơi tạo câu hỏi khi xem video. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Và bây giờ em xin chia sẻ đến các cô cách làm trò chơi ghép tranh. Và đầu tiên ta sẽ tạo ra slide mới. Sau đó các cô sẽ vào View, chọn Ruler, chọn Guided để ra những mảnh lưới như thế này. Sau đó các cô sẽ giữ Control để tạo lưới và chia ra thành các mảnh theo từng ý tưởng của mỗi người. Sau đó chúng ta sẽ giữ Control để kéo lưới ra. Ta chia 6 mảnh, 4 mảnh hay bao nhiêu tùy ý của mỗi người. Và bây giờ em sẽ chia làm 4 mảnh. Các cô nhớ là giữ Control để kéo mảnh ra. Khi chia các cô nhớ là chúng ta phải chia đều các mảnh ghép. Sau đó chúng ta sẽ vào Insert, chọn Shape và ta sẽ vẽ ở đây. Và bây giờ mình đã có cái làm chuẩn rồi thì ta sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ nhân ra làm 4 cái. Để nhân ra, các cô nhớ giữ phím Control. Sau đó nhân hai mảnh dưới này. Chúng ta đã được các mảnh như thế này. Muốn mảnh ghép lấy phần lồi hay phần lõm thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ chia cắt ra để dễ làm. Bắt đầu chúng ta sẽ chia làm hai mảnh lồi đầu tiên. Ở đây. Thì chúng ta sẽ vào Insert, chọn hình tròn oval. Khi vẽ hình tròn oval, các cô nhớ là giữ Control để vẽ hình tròn oval cho nó tròn hơn. Bây giờ ta sẽ giữ Control để kéo hình tròn. Và một điều lưu ý, để hình tròn có đều nhau thì chúng ta sẽ tiến hành nhân nhiều hình tròn ra, làm nhiều cái để sử dụng cho những lần sau. Các cô sẽ giữ Control và nhân nhiều hình tròn ra. Ở mảnh ghép đầu tiên tạo ra hai cái lồi thì ta sẽ bỏ vào đây. Sau đó mình sẽ chọn ba, cả ba, chọn cái hình lớn nhất, sau đó chọn hai hình tròn, giữ phím Control, sau đó ta vào Format, chọn Master Shape và chọn Union. Đây, chúng ta đã có được mảnh ghép đầu tiên. Tiếp theo, để phân biệt với những mảnh ghép còn lại thì chúng ta sẽ đổi màu. Ở đây đã có phần lồi rồi thì chúng ta sẽ làm phần lõm ở đây. Hai hình ảnh này với nhau sẽ liên kết với nhau được. Chúng ta di chuyển vào đây. Thank you.
các cô sẽ chuột phải. Centubus. Chúng ta di chuyển hình tròn vào phía trong này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo mảnh ghép có phần lõm. Các cô sẽ giữ Ctrl, chọn mảnh ghép, chọn hình tròn, vào format, chọn master shape, chọn flatten. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem chúng ta đã tạo được phần lõm chưa nhé. Đây, hai cái hình tròn nhỏ này chúng ta sẽ xóa đi. Và chúng ta đã được một mảnh ghép lõm. Tương tự như vậy, ở đây đã có mảnh ghép và một phần lồi ở đây. Chúng ta sẽ tạo một phần lõm để khi liên kết giữa mảnh ghép màu xanh lá cây và màu xanh da trời. Tương tự, chúng ta cũng sẽ di chuyển mảnh ghép màu xanh da trời vào đây. Chuột phải. Centubus. Chúng ta sẽ tạo phần lõm ở mảnh ghép này. Các cô sẽ giữ chọn Ctrl, chọn mảnh ghép. Đưa hình tròn vào đây đã. Chúng ta sẽ giữ Ctrl, chọn mảnh ghép, chọn hình tròn. Sau đó vào format, chọn master shape. Và để tạo được phần lõm, chúng ta sẽ chọn flatten. Để liên kết giữa mảnh ghép màu vàng này với mảnh ghép màu xanh này, chúng ta sẽ tạo một phần lồi ở đây. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ nhân những hình tròn này ra, sau đó di chuyển vào đây. Các cô giữ Ctrl, chọn mảnh ghép màu vàng, chọn hình tròn và format, chọn master shape và union. Đây, chúng ta đã có một phần lồi ở đây. Và tiếp theo, chúng ta sẽ di chuyển mảnh ghép này vô. Để liên kết giữa mảnh ghép còn lại màu đỏ và màu xanh da trời, thì ở đây chúng ta sẽ tạo một phần lồi cho mảnh ghép màu đỏ. Các cô di chuyển hình tròn vô đây. Sau đó giữ Ctrl, chọn mảnh ghép màu đỏ, chọn hình tròn màu xanh da trời và format, chọn master shape, chọn union. Chúng ta đã có được phần lồi của mảnh ghép màu đỏ. Và để liên kết giữa mảnh ghép màu đỏ và mảnh ghép màu xanh da trời, thì các cô sẽ đưa mảnh ghép màu xanh da trời vào đây. Ở phần này chúng ta sẽ tạo hai phần lõm. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển hai phần lõm này vô. Chúng ta sẽ di chuyển hai hình tròn để tạo được phần lõm của màu xanh da trời. Các cô sẽ giữ Ctrl, chọn mảnh ghép màu xanh da trời, chọn hình tròn vào format, chọn master shape và chọn flatten. Và bây giờ chúng ta đã có được các mảnh ghép như thế này. Tiếp theo, để có được những hình ảnh mà chúng ta cần ghép, thì công việc tiếp theo chúng ta sẽ vào Insert, chọn bức tranh mà chúng ta cần ghép. Em sẽ chọn bức tranh có sẵn trong máy. Các cô có thể lựa chọn những bức tranh theo ý thích của các cô ở trên máy tính, trên mạng. Đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển bức tranh này, di chuyển hình ảnh này
vào cái mạng lưới lúc đầu chúng ta đã vẽ làm sao cho khớp, để khi cắt những mảnh ghép sẽ khớp với hình ảnh và không bị lồi lõm, không bị dư thừa ra. Ok, trước khi để cắt những mảnh ghép, chúng ta sẽ nhân đôi bức hình này ra. Chúng ta sẽ tiến hành cắt từng mảnh ghép một. Đầu tiên, ta sẽ cắt mảnh ghép màu xanh. Các cô sẽ giữ Ctrl, chọn hình ảnh, chọn mảnh ghép, vào format, chọn master shape, chọn interact. Và ta đã có được mảnh ghép đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ cắt mảnh ghép thứ hai. Ta sẽ đưa mảnh ghép thứ hai lên đây. Và tương tự như mảnh ghép thứ nhất, ta sẽ chọn Ctrl, chọn hình ảnh, chọn mảnh ghép, vào format, chọn master shape, chọn interact. Và bây giờ ta đã có được mảnh ghép, hai mảnh ghép như thế này. Còn hai mảnh ghép cuối cùng là mảnh ghép màu đỏ và mảnh ghép màu xanh da trời. Tương tự, các cô cũng sẽ nhân đôi hình ảnh này ra, sau đó di chuyển hình ảnh vào khung lưới, chọn vào hình ảnh, chuột phải, send to back, di chuyển mảnh ghép cần cắt vào đây. Các cô cũng chọn Ctrl, chọn hình ảnh, chọn mảnh ghép, vào format, chọn master shape, chọn interact. Và bây giờ chúng ta đã có được 3 mảnh ghép như thế này. Còn mảnh ghép cuối cùng, các cô cũng sẽ di chuyển mảnh ghép vô khung lưới. Nhưng trước khi để cắt mảnh ghép, các cô sẽ đưa một mảnh ghép này ra ngoài để đưa mảnh ghép này vô để chúng ta thực hiện dễ dàng hơn. Chuột phải, send to back. Tương tự nhưng như ba mảnh ghép trên, chúng ta sẽ giữ Ctrl, chọn hình ảnh, chọn mảnh ghép, format, vào master shape, chọn interact. Và chúng ta đã có được 4 mảnh ghép như thế này. Để cho được 4 mảnh ghép được rõ ràng hơn thì các cô sẽ tiến hành định dạng. Nếu chúng ta không định dạng cũng được, nhưng tùy theo ý tưởng của mỗi người. Ta ghép 4 mảnh ghép này vô. Sau đó, các cô sẽ chọn hết các mảnh ghép này lại. Chuột phải, chọn format, object. Sau đó chúng ta sẽ làm nổi các đường, những đường link này lên. Bây giờ chúng ta sẽ mở đây lên cho đường rõ ràng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ chọn đường màu cho cái đường viền này. Em sẽ chọn chính cái màu của đây. Đây đường viền hơi mờ, bây giờ cô hãy rồi, vậy là chúng ta đã có được những mảnh ghép như thế này. Vừa rồi em đã chia sẻ cho các cô cách làm trò chơi ghép tranh bằng phần mềm Powerbond. Và đây, em đã vừa thực hiện xong cách làm trò chơi ghép tranh. Và em chúc cho các cô thực hiện thành công nhé. Xin chào các cô.
Tiếp theo em xin chia sẻ đến các cô cách làm trò chơi thứ hai, đó là trò chơi tạo câu hỏi khi xem video. Trong phần chia sẻ này, em sẽ hướng dẫn cho chúng ta tạo câu hỏi vào bất kỳ phân đoạn nào của video. Khi tạo câu hỏi này sẽ giúp cho các bé được tương tác và các cô thì sẽ củng cố kiến thức bằng video với các bé. Bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người thực hiện nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào Insert để chọn video mà chúng ta cần cho trẻ xem. Chọn Insert. Sau khi insert video này xong, chúng ta sẽ tạo câu hỏi. Để tạo câu hỏi thì chúng ta sẽ vào Insert, chọn Save. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành vẽ lên đây. Sau khi vẽ xong, chúng ta sẽ chuột phải, chọn Edit Text để đánh câu hỏi vô. Câu 1. Trong đoạn phim có mấy chú lùn? Tiếp theo, chúng ta sẽ thiết kế câu trả lời. Cũng vào Insert, chọn Shape. Ta sẽ vẽ ở đây. Cái này em chỉ hướng dẫn cho mọi người cách thực hiện để tạo câu hỏi khi xem video thôi. Các cô sẽ đổi màu. Sau đó để điền đáp án, chúng ta cũng sẽ chọn chuột phải, chọn Edit Text và điền đáp án vô đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhân đáp án này ra. Và bây giờ, chúng ta đã có bộ câu hỏi như thế này. Đây là nội dung câu hỏi. Sau đó, chúng ta sẽ đặt tên. Để đặt tên, chúng ta sẽ vào Format, chọn Section Band. Chúng ta sẽ đặt tên câu hỏi để xíu nữa mình sẽ không bị nhầm lẫn nhé. Video câu hỏi 1. Mọi người có thể đặt tên như thế nào để mọi người dễ hiểu? Đáp án A.1. A.1. Đáp án B.1. B.1. Đáp án C.1. C.1. Đáp án D.1. D.1. Vì đặc thù là trẻ mầm non nên là trẻ chưa có thể đọc chữ, thì các cô có thể tương tác trực tiếp và đọc câu hỏi giúp cho trẻ có thể hiểu được nội dung câu hỏi. Ngoài ra thì các cô có thể sử dụng đáp án bằng hình ảnh. Và bây giờ tiếp theo, chúng ta sẽ định dạng thời gian. Muốn đến đoạn phim nào dừng lại để xuất hiện câu hỏi thì chúng ta sẽ cần tạo bookmark. Ta chọn vô video và playback. Sau đó chúng ta sẽ xuống phần thanh công cụ video dưới này. Nếu như chúng ta muốn chọn câu hỏi ở vị trí nào thì chúng ta sẽ click vô vị trí đó. Sau đó chúng ta sẽ bấm vô Add Bookmark. Và tương tự, muốn tạo câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 2, câu hỏi 3, câu hỏi 4
thì mọi người cũng sẽ làm tương tự là kích chuột, click chuột vô đây đến vị trí câu hỏi mà muốn xuất hiện. Sau đó chúng ta cũng chọn Add Bookmark. Sau khi định dạng được vị trí câu hỏi xuất hiện, hồi nãy có sự nhầm lẫn ở đây, mọi người đánh lại nhé. Rồi, ok. Tiếp theo ta sẽ thiết lập hiệu ứng. Để thiết lập hiệu ứng, ta sẽ ấn video này xuống. Sau đó chúng ta sẽ group từng đáp án lại, chuột phải chọn group. Tương tự như vậy, ta cũng thực hiện các thao tác tương tự với những đáp án còn lại. Sau khi group từng câu trả lời, ta sẽ chọn hết bộ câu hỏi 1 này lại. Sau đó vào Amination. Và chúng ta có thể chọn bất cứ hiệu ứng nào mà chúng ta muốn, tùy theo ý tưởng của mỗi người. Rồi sau khi thiết lập được hiệu ứng, thì bước tiếp theo chúng ta sẽ làm bookmark từng phần một. Ta sẽ mở video này lên. Ta chỉ định bookmark bằng sticker. Để dùng sticker, ta sẽ mở Amination. Sau đó chọn Amination Band. Sẽ xuất hiện phía bên này. Và xuất hiện video này, chúng ta sẽ kéo video này lên phía trên này. Sau đó, ta sẽ chọn biểu tượng từ biểu tượng Post. Chọn hết đến hết group này. Và chọn sticker. Chọn On Bookmark, chọn Bookmark 1, tức là câu hỏi 1. Bây giờ ta sẽ thử chạy lên để xem xuất hiện câu hỏi chưa nhé. Mọi người cùng quan sát. Rồi, đã xuất hiện câu hỏi thành công. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ làm như sau. Vừa rồi đã xuất hiện câu hỏi, và tiếp theo khi trẻ nhấp vào đáp án đúng thì sẽ báo là đúng, và nhấp vào đáp án sai sẽ báo là sai. Chúng ta sẽ chỉ định như sau. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập đáp án đúng. Đây, trong đoạn phim có mấy chú lùn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta sẽ thiết lập câu trả lời đúng. Bây giờ mình sẽ sửa ở đây. Bảy, sáu, năm, bốn. Để thiết lập đáp án đúng, ta sẽ chọn vào đối tượng, chọn Amination, chọn S Amination. Sau đó ta sẽ chọn hiệu ứng, và đây ta sẽ chọn hiệu ứng nhấn mạnh. Đây, ta sẽ chọn hiệu ứng này. Sau khi xuất hiện thế này, ta sẽ nhấn vào đối tượng của nó và chọn group, chọn sticker, on click off, sẽ chọn câu group 71. Và tiếp theo, mọi người sẽ thiết lập âm thanh đúng. Mọi người có thể sử dụng âm thanh ngoài, hoặc là mình tự ghi âm là a, câu trả lời đúng rồi, chúc mừng con. Nhưng đây để nhanh hơn thì em sẽ sử dụng sẵn những âm thanh có sẵn trong máy tính. Mọi người kích vào mũi tên này, chọn chiming, chọn effect, chọn sound. Mọi người sẽ chọn vô một hiệu ứng nào để dấu hiệu là trả lời đúng. Chọn chiming. Ok, đây là đáp án đúng. Và tương tự, những đáp án sai cũng sẽ làm như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập hiệu ứng sai. Chọn vô đối tượng. Sau đó chọn S Amination. Chọn hiệu ứng. Em sẽ chọn Round.
Sau đó, click vào đây, chọn Sticker, on click up, chọn Group 68. Sẽ xuất hiện ở đây. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ thiết lập âm thanh sai. Cũng tương tự như đáp án đúng thì mọi người cũng có thể sử dụng âm thanh ngoài như là: ôi, con trả lời sai rồi, làm lại nhé. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những âm thanh sẵn ở trong máy tính. Chọn Timing, sau đó Effect, vô phần Sound, kích vô mũi tên. Chọn bất kỳ một âm thanh nào sai, chẳng hạn như tiếng bom là sai đi ha. Em sẽ chọn vào đây và OK. Tương tự như vậy, ở những đáp án còn lại chúng ta cũng thao tác như hai đáp án trên. Kích vô đối tượng, sau đó chọn Ammunition, chọn Add Ammunition, chọn hiệu ứng. Sau đó kích vô đối tượng Group 69, chọn Sticker, chọn On Click Off và chọn Group 69. Cũng tương tự sẽ xuất hiện ở dưới này, chúng ta cũng thiết lập âm thanh. Còn một đáp án sai nữa, chúng ta cũng làm tương tự. Chọn Sticker, chọn On Click Bookmark, On Click Off và chọn đúng đối tượng là Group 70. Sau đó mọi người cũng sẽ tạo âm thanh để cho trẻ dễ nhận biết là mình đã trả lời đúng chưa. Rồi, OK. Vừa rồi chúng ta đã thiết lập được bộ câu hỏi. Nếu như trẻ trả lời đúng thì sẽ xuất hiện và thiết lập là trả lời đúng. Còn nếu trả lời sai thì sẽ xuất hiện câu trả lời sai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại nhé. Rồi, đã xuất hiện câu hỏi. Bây giờ còn một phần nữa chúng ta sẽ sửa ở đây để cho dễ phân biệt. À rồi, bây giờ ta sửa thành B, C, D. Rồi, để xem câu hỏi có xuất hiện hay không, chúng ta cùng xem lại nhé. Mọi người chọn vào đây. Câu hỏi đã xuất hiện, các cô sẽ đọc cho các bé để các bé lắng nghe và trả lời. Câu 1, trong đoạn phim có mấy chú lùn? A 4, B 6, C 5, D 7. Nếu như có bé trả lời là B sẽ xuất hiện ra như thế nào? Đó, hồi nãy chúng ta cài đặt âm thanh tiếng bom là đáp án sai. Còn nếu như bé trả lời đúng là sẽ một tiếng như thế này. Trả lời đúng. Và đến với bookmark 2 thì ta phải làm biến mất câu hỏi này đi để chạy tiếp video và đến với câu hỏi 2. Để thực hiện như vậy thì chúng ta sẽ chọn hết câu hỏi này. Ta sẽ chọn hết câu hỏi này, sau đó chọn Add Ammunition và chọn hiệu ứng biến mất. OK. Sau đó chúng ta sẽ chọn hết những hiệu ứng này và chọn Sticker, On Click Off, chọn câu hỏi 1, tức là nhấn vào câu hỏi 1 để biến mất. Tiếp theo, ta thử xem lại nhé. Này trẻ đang quan sát trong video nè. À, câu hỏi đã xuất hiện. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn thử để có mất không nhé. Câu hỏi thì đã mất đi rồi, nhưng mà video thì chưa chạy tiếp. Để cho video chạy tiếp thì chúng ta sẽ thao tác như sau.
chúng ta sẽ chọn vô video, sau đó chọn Add Animation. Chúng ta sẽ chọn vô Pau. Lúc này sẽ xuất hiện video này. Chúng ta sẽ kéo video này xuống dưới câu hỏi 1. Ta sẽ chọn chuột phải và chọn Start with Reward. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thao tác xem lại có xuất hiện và biến mất hay không nhé. Câu hỏi đã xuất hiện. Mọi người sẽ bấm vô câu 1 để biến mất. Và video đã chạy tiếp. Vậy chúng ta đã làm xong câu hỏi 1. Và tương tự câu hỏi 2, 3, 4 thì chúng ta cũng sẽ thao tác tương tự như vậy. Để cho dấu hiệu tương tự này. Vậy là ta đã làm xong câu 1. Tương tự với những câu hỏi 2, câu 3, câu 4, chúng ta cũng sẽ thao tác tương tự với như câu 1. Chúc các cô thực hiện thành công nhé. Các cô thân mến, vừa rồi em đã chia sẻ đến các cô cách làm hai trò chơi ghép tranh và tạo câu hỏi khi xem video. Em xin chúc các cô thực hiện thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.